Nào và bây giờ thì chúng ta hãy xem là một chiếc răng mới sẽ được chuẩn bị như thế nào. Và đây là cái phần cùi răng ban đầu. Wow, trông thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Và người nha sĩ sẽ tiến hành tạo hình, chỉnh sửa, đánh bóng để tạo ra một chiếc cùi răng đẹp hoàn hảo. Và hãy xem là chiếc răng này sau khi được đánh bóng xong sẽ tạo hình xong sẽ như nào. Và đây, quá trình đánh bóng đã hoàn thiện rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là sẽ đặt chỉnh con lợn và tạo hình thêm một lần nữa, đánh bóng lại. Công đoạn tiếp theo là lắp chiếc răng này lên thôi. Như vậy là hoàn thiện trong quá trình làm răng.